Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mơ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc buồn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Thank you.
bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mơ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù. Sẽ có rất nhiều vị MC cũng như văn nghệ và của nơi gia đình Phật tử cũng như đạo tràng của chùa Vạn Quang. Xin quý vị hãy thưởng thức một buổi trưa ngon lành và lắng nghe những bài hát về quê hương, về tình mẹ, về tình cha, mùa báo hiếu tại nơi chùa Vạn Quang hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin nhường lời cho quý vị. Và để bắt đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay, chắc chắn rằng trong chúng ta ai cũng nhớ một cái câu chuyện cổ tích ngày xưa. Khi chúng ta còn ở nhà, bà ngoại, bà nội đã từng kể cho chúng ta nghe, đó là câu chuyện Tấm Cám. Và bây giờ, để nhắc lại một phần nào đó trong câu chuyện Tấm Cám, các em ngành ấu của Trung tâm Việt ngữ Gia đình Phật tử sẽ tặng quý vị một vũ khúc mang tên là Bóng Bóng Bang Bang. Kính thưa quý vị, đây, vũ khúc Bóng Bóng Bang Bang, nhắc lại sự tích Tấm Cám. Bye.
Như Hiền tới rồi nè, MC chính trong ngày hôm nay. Xin các vị một tràng pháo tay cho toàn thể các em được sự hướng dẫn bởi sư cô Như Hiền cùng với lại quý gia đình Phật tử và nhất là các quý vị phụ huynh đã bỏ thì giờ và đã hướng dẫn các cháu, các con trong tinh thần Phật Pháp. Một lần nữa, xin quý vị chào đón một tràng pháo tay thật lớn để khích lệ tinh thần các em. Dạ, và trước hết thì con là Minh Phượng, má chồng con có thờ ở đây. Và Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Ngài đã cùng với rất là nhiều các chư tôn đức tăng ni ở đây đã giúp cho chúng con, gia đình chúng con trải qua tang lễ của ba chồng con, của ba con, của má con. Thì nhất là hôm nay là trong mùa Vu Lan, cái câu mà tất cả mọi người đều nhớ, nhưng mà con xin quý vị hãy khích lệ tinh thần của cá nhân con và sư cô Như Hiền đứng bên đây với con để con lấy thêm can đảm nha thưa quý vị. Cái gì chứ mùa Vu Lan báo hiếu, mùa Vu Lan là con xúc động lắm. Một bài học thuộc lòng mà chúng con nhớ mãi, quý vị nhắc và lập với chúng con: công cha như núi Thái Sơn. Con không nghe, quý vị nói lớn lên nè. Công cha như núi Thái Sơn. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Phải không thưa quý vị? Chúng con xin trân trọng gửi lời kính chào toàn thể các quý vị thân phụ mẫu, và nhất là những anh chị đã may mắn còn có cha mẹ mình kế bên. Xin chớ quên những cái giây phút này rất là quý giá. Và trong tâm tình của một người mồ côi, thì con xin được kính chúc toàn thể quý vị thân phụ mẫu trường thọ để cho con cái thêm nhiều cơ hội để báo hiếu thưa quý vị. A Di Đà Phật, xin cảm ơn cô. Và xin quý vị Phật tử, vì số lượng người rất là đông nên Ban Cây Soạn sẽ từ sẽ đem thực phẩm đến cho tại nơi cho quý vị. Chúng ta nhẫn nại một chút và lắng nghe những bài hát trong mùa lễ Vu Lan. Và có điều chi sơ sót xin quý vị quan hỷ bỏ qua cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin dừng lại. Thầy nhắc tới chay tịnh cái tự nhiên con lên tinh thần rồi. Dạ. Và thưa, đây là sư cô Như Hiền. Quý vị cũng đã biết ngày hôm nay con được Hòa Thượng Thích Minh Mẫn nói con tới con phụ với sư thôi, biết sư thôi, thành ra con mời sư cô. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn Minh Phượng, MC Minh Phượng rất nhiều đã ca tụng về mình. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Bát Đại Chứng Minh. Vu Lan đến bao tâm hồn thổn thức, Vu Lan về ta đón mẹ mừng vui. Vu Lan ơi sao nét đẹp lạ thường, chỗ có người quay về bến giác. Hôm nay quý vị thấy mùa Vu Lan trở về, quý vị có vui không? Đó là mùa báo hiếu, mùa tri ân, mùa đền ân và đáp nghĩa. Mỗi năm chùa Huệ Quang đều tổ chức lễ Vu Lan để cho chúng ta nhớ về cội nguồn, nhớ về cha mẹ, nhớ về quê hương đất tổ. Nếu những ai không phải là người lớn lên và đứng trong xã hội này mà không có cha mẹ thì làm sao có được mình, phải không? Chính vì thế quý vị phải nhớ về cha mẹ của mình hiện tại. Nếu cha mẹ có qua đời thì quý vị hãy nhớ tưởng đến công ơn sanh thành dưỡng dục mà cha mẹ đã sinh ra chúng ta. Đó là tri ân và nhớ ơn thì chúng ta mới lớn nổi thành người. Hôm nay được sự cho phép của Hòa Thượng Diện Chủ Chùa Huệ Quang, con xin màng phép lời chào trân trọng và thân thương nhất A Di Đà Phật.
Cảm ơn sư cô. Và cùng với lại sư cô Như Hiền, thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị có nhận thấy rằng là các quý vị Phật tử tề tụ về thật đông, thưa sư cô. Rồi thêm nữa, theo cá nhân Minh Phượng thấy năm nay chùa Huệ Quang tổ chức thật là chu đáo như mọi năm, và đặc biệt là trong năm nay thành phần ban hợp ca của gia đình Phật tử mà mở đầu của chùa Huệ Quang ca rất hay, rất hay. Xin quý vị một lời khen cho tất cả các quý vị Phật tử của chùa Huệ Quang trong ban nhạc và được sự hướng dẫn của một người nhạc sĩ, thưa sư cô. Mà thêm nữa là nếu mà không nhắc tới là ảnh tắt micro luôn đó, đó là cái âm thanh năm nay của ban Dũng Hạ Trắng, các anh em kỹ thuật âm thanh rất hay, âm thanh rất hay, có phải không thưa quý vị? Xin quý vị trả lời và bằng một tràng pháo tay đến với lại các anh trong ban âm thanh và kỹ thuật. Cảm ơn các anh rất nhiều. Và bây giờ thì cùng với sư cô Như Liên, chúng con xin được kính mời quý vị hãy thưởng thức giọng hát của một người đã hướng dẫn, đã bỏ tâm đến để hướng dẫn cho ban đạo ca của chùa Huệ Quang. Đó là nhạc sĩ Lê Hồng Quang. Anh sẽ gửi đến quý vị một ca khúc mà bất cứ một người Việt Nam của chúng ta, người nào cũng nhớ, nhất là quê hương hiện giờ. Ca khúc Tình Hoài Hương của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Lê Hồng Quang xin chào quý vị, chúc quý vị một buổi cơm chay thật là thanh tịnh tại chùa. Lê Hồng Quang xin gửi cho quý vị bài hát Tình Hoài Hương. Như là một chút tình quê hương mà mình đã sống xa quê hương, và ở đây thì mình đến chùa thì mình thấy như là quê hương Việt Nam đang ở đây. Mình có một mái chùa thật là yên ấm, đó là điều hạnh phúc của mình, thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe bài hát Tình Hoài Hương. Trong lòng
tôi năm màu gì chờ nghe tôi thôi cũng sao trời xin lỗi đến một số quý vị tham dự lễ hôm nay mà không được nhận cái phần ăn trưa. Lỗi không phải do chùa, lỗi cũng không phải do các em của chúng tôi đem những phần quà tới phần ăn tới cho quý vị, mà cái lỗi này nói ra thì hơi xấu hổ một chút, nhưng mà bắt buộc phải nói. Có nhiều vị nhận một lúc 3-4 cái bỏ vào rồi đem đi, vì thế mà chúng tôi xin lỗi là có một số quý vị không nhận được phần ăn trưa hôm nay. 30 mấy năm rồi tại chùa Hữu Quang chưa bao giờ có phần như lần này. Một lần nữa thay mặt cho thầy xin thành thật xin lỗi quý vị không có bữa ăn hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Dạ cảm ơn anh, và tất cả mọi tổ chức nào cũng có một chút xíu sơ suất, nên nhất là trong mùa Vu Lan báo hiếu ngày hôm nay thì chắc chắn là các quý vị Phật tử và nhất là các quý vị thân phụ mẫu và các em đến tham dự chốc lát nữa đây với những cái tiết mục đặc sắc có ý nghĩa trong mùa Vu Lan đều sẽ sẵn sàng xí xóa, phải không thưa quý vị? Và bây giờ trở lại với lại sư cô Như Hiền thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một ca khúc nữa. Như hồi nãy quý vị đã lắng nghe ca khúc Tình Hoài Hương, tất cả mọi người chúng ta ở đây ai cũng đau đớn và ôm cái mối thương nhớ quê hương. Và có một ca khúc nữa mà Minh Phượng nó thưa sư cô, con không biết là ở trong cái chương trình có nghệ sĩ nào ca một bài nữa mà nó rất có ý nghĩa trong giờ này, đó là bài Tiếng Nước Tôi đó thưa sư cô. Nhưng mà nếu không có thì xin quý vị nhớ ca khúc đó, nữ danh ca Thái Thanh gửi đến cho chúng ta. Từ nhỏ, từ những ngày mà học ở dưới mái trường của trước năm 75, cá nhân mình thường nói nghe và thúng nhầm lắm. Nhưng bây giờ, ngày hôm nay, mùa Vu Lan, một ca khúc kế tiếp để gửi đến quý vị trong tâm tư của một Phật tử mà theo như sư cô Pháp Vân có nói với lại Minh Phượng là em này rất có lòng tham dự trong từng nào là ca đoàn
nào là đạo ca, nào là bếp, rồi tất cả mọi việc trong chùa em đều tham dự. Và ngày hôm nay em sẽ gửi đến quý vị cùng với sư cô Như Liên, chúng tôi giới Như Hiền, chúng tôi giới thiệu đến quý vị ca khúc mang tựa đề Kỳ Quan Mẹ với tiếng hát của Phật tử Hằng và tiếng hát của Phật tử Duy Khanh. Trong tất cả các kỳ quan, không có kỳ quan nào đẹp bằng kỳ quan của mẹ. Trong thế gian này chỉ có mẹ là hơn hết. Chính vì thế phận làm con phải báo đền công ơn cha mẹ. Mời quý vị sẽ gặp gỡ Duy Khanh và cho một tràng pháo tay thật dài thật lớn. Duy Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và xin kính chúc toàn thể quý vị có một ngày thật là vui vẻ và an bình. Trên thế gian này có nhiều kỳ quan, có thật nhiều kỳ quan, những kỳ quan đẹp vẫn là mẹ của ta. Mẹ của ta là kỳ quan đẹp nhất trên thế gian này, mẹ là kỳ quan. Em hãy ngồi xuống đây, anh hãy chọn vòng tay ôm mẹ thật lòng, hôn mẹ thật nồng. Đừng đợi mẹ phút khỏi tầm tay, mẹ phút khỏi tầm tay, mình ân hận lắm trên thế gian này chẳng còn gì đâu. Nếu mẹ đi vào thiên thu, ta có thân này cũng nhờ mẹ sinh ra, mẹ sinh ra và mẹ nuôi ta lớn. Công điện trời cao vời vợi, cả cuộc đời khó đáp ơn sâu, cả cuộc đời khó đáp ơn sâu. Tròn vòng tay ôm mẹ thật lòng, hôn mẹ thật nồng. Đừng đợi mẹ phút khỏi tầm tay, mẹ phút khỏi tầm tay, mình ân hận lắm trên thế gian này chẳng còn gì đâu. Nếu mẹ đi vào thiên, cũng nhờ mẹ sinh ra và mẹ nuôi ta lớn. Công điện trời cao vời vợi, cả cuộc đời khó đáp ơn sâu, 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 cả cuộc đời khó đáp ơn sâu. A Di Đà Phật, và chúng con xin tất cả mọi người cảm ơn nghe, cảm ơn bên. Một Phật tử hát như là một ca sĩ chuyên nghiệp. Chương trình còn rất dài và bây giờ chúng tôi lại cướp lời của người điều khiển chương trình để giới thiệu đến quý vị
các em ngàn oanh của Trung tâm Việt ngữ Gia đình Phật tử Huệ Quang sẽ biểu diễn cho quý vị một màn vô với cái tựa đề Giấc mơ trưa. Không biết các em mơ những cái gì, và bây giờ quý vị thử đoán các em mơ như thế nào. Kính thưa, đây Giấc mơ trưa của anh Vũ, Trung tâm Việt ngữ Gia đình Phật tử Huệ Quang. Đón xem tinh thần đại hiếu Mục Kiền Liên của Thùy Linh ha.
Quý vị biết trong kinh Du Lan Bồn nói về ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, khi chứng được lục thông, ngài vào địa ngục để cứu thân mẫu ra khỏi khổ đau. Và hôm nay sẽ mời Thùy Linh với dòng hát Mục Liên, tinh thần Mục Liên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Thùy Linh xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý Phật tử đang có mặt tại chùa Huệ Quang năm 2018 để tham dự đại lễ Vu Lan Thứ Hội năm nay, và gửi lời chào sức khỏe đến tất cả quý vị ạ. Và sau đây Thùy Linh xin mời quý vị thưởng thức một bài hát do Thùy Linh viết lời theo thể địa Lý Mỹ Hưng, có tựa đề là Tinh Thần Mục Kiền Liên.
Hiền Liên Bồ Tát. Xin quý vị. Cảm ơn Thùy Linh rất nhiều với giọng hát rất ngọt ngào, dễ thương, làm cho mọi người phải nhớ về mẹ Gia Diết. Để tiếp tục chương trình, mẹ, mẹ là kiệt tác của vũ trụ, là bông hồng đẹp nhất, là mẹ là ánh đuốc soi đường đường, mẹ là bầu trời trong đêm tối của chúng ta. Mời Quốc Việt sẽ hát về mẹ tôi. Quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn. Quốc Việt xin kính chào quý vị. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đá nắng. Ngoài hiên mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chỉ hát bu bơ những câu ca cổ cho em năm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng, nhìn cha thương cha chi lớn không thể. Tiếng sóng thế cao một ngày nhớ mẹ. Sông trào khơi xa, trời gió mây ngàn, một ngày không mẹ, trăm tàn sao rơi. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc vôi êm, êm cho mũi già hút mặt. Oh,
mẹ về đây. Như là Phật xin cảm ơn quý vị, kính chúc quý vị một mùa vu lan thật đầm ấm và nhiều tình thương bên cha mẹ và gia đình. Xin kính chào quý vị. Và bây giờ các quý vị cũng biết các em ở tuổi thi, người Việt Nam chúng ta gọi là thiếu nữ đó, mà ở cái xứ Mỹ này thì các em ở cái tuổi đó là nó làm khổ sở cha mẹ lắm. Và đặc biệt các em thiếu nữ của Trung tâm Việt ngữ Gia đình Phật tử Hồ Quang lại khác, các em rất là ngoan. Tuy nhiên trong cái tuổi đó không thể nào mà không bộc lộ riêng từng cá tính riêng của từng em một. Và đây các em sẽ biểu diễn cho quý vị một cái vũ khúc với nhan đề Tiểu Thư Cá Tính. Kính thưa quý vị, đây thiếu nữ Trung tâm Việt ngữ Gia đình Phật tử Huệ Quang với vũ khúc Tiểu Thư Cá Tính. Trung và hồn nhiên đó là gương cột của chùa Huệ Quang Di Đà Phật.
để tiếp tục chương trình Công cha nghĩa mẹ cao dời, cứu mang chiến nước những ngày ấu thơ, đạo làm con phải hiếu kính phụng thờ, đó là chữ hiếu dạy trong luân thường. Quý vị ơi, đối với công ơn cha mẹ rất là to lớn, chính vì thế chúng ta phải biết nhớ ơn và đền ơn và sống thế nào cho xứng đáng phận làm con. Với dòng hát, mời quý vị sẽ gặp gỡ Hà Như Thủy với bài hát Hiếu Đạo, tác giả Lạc Phong. Mời Hà Như Thủy. Mời quý vị hãy cho một tràng pháo tay. Hà Như Thủy xin kính chào quý vị thật sự có mặt trong bữa trưa ngày hôm nay, một ngày lễ Phật đàn Du Lan thật ấm áp và hạnh phúc. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước vì mơn mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phù kinh
xin cảm ơn quý vị Phật tử có mặt trong giọng hát rất là ngọt ngào dễ thương không, chẳng khác nào như ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ đạo Phật để tiếp tục chương trình, mời quý vị hãy hân hoan chào đón nữ ca sĩ Thanh Triều Mỹ Ngân. Triều Mỹ Ngân sẽ hát bài Cát Bụi Cuộc Đời. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tuần hoàn mái tạo chuyển xoay, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Quý vị phải hiểu cuộc đời là vô thường, là cát bụi, mọi thứ đều là vô thường giả dối, do đó không hơn thua, không tranh chấp gì hết, sống làm sao cho an vui. Mời Triều Mỹ Ngân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Hôm nay trong mùa lễ Vu Lan, con thành tâm trân trọng gửi lời đón cho tất cả quý vị một bài hát mà thấm đượm tình người, bài hát được rất là nhiều khán giả yêu thích, đó là bài hát Cát Bụi Cuộc Đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Để
trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hai mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ưu phiền, chẳng nói tiếng vui buồn duyên thế. Một bài hát mà để đời đón cho tất cả hàng Phật tử và nhất là người Việt Nam của chúng ta trên khắp thế giới. Chị Mỹ Ngân đã được những cuộc gọi từ những tiểu bang khác và về bài hát này và cũng xin trân trọng gửi đến cho từng người trong ngày về Ưu Lan hôm nay. Và chị Mỹ Ngân cũng hôm nay có lẽ là quý vị biết rồi, lúc nào chị Mỹ Ngân cũng dắt học trò của chị Mỹ Ngân theo trên đây che. Jessie Thảo Vi đó là một người học trò của chủ Mỹ Ngân. Có lẽ là cũng sẽ chia sẻ đến quý vị một tâm tình của bài hát mà chính trong ngày lễ Vu Lan hôm nay, tiếng hát nhí mà đã đạt giải ba trong tam ca đầu hiếu chùa Điệu Ngữ vừa rồi. Thưa quý vị, bài hát được mang tên Tâm sự người cài hoa trắng, tiếng hát của Jessie Thảo Vi. Trời
Và thưa quý vị, xin phép cho chị Mỹ Ngân, xin phép sư và tất cả quý khán thính giả còn ngồi lại đây. Chị Mỹ Ngân có một cái thông báo rất là đặc biệt, xin gửi gắm đến tất cả quý đồng hương Phật tử người Việt Nam thân yêu của chúng ta. Hàng năm vào tháng ngày 12 tháng 8 âm lịch, thì năm nay rơi vào ngày 22 tháng 9, chị Mỹ Ngân có long trọng tổ chức ngày lễ dỗ tổ ngành nghệ thuật sân khấu. Rất nhiều anh em ca nghệ sĩ hội tụ về để mà dâng lên nén hương cúng ông tổ. Chị Mỹ Ngân xin trân trọng mời tất cả quý đồng hương hiện diện hôm nay và quý đồng hương ở khắp mọi miền đất nước hãy về cùng chung vui với anh em nghệ sĩ của chúng tôi tại hội trường báo Người Việt vào lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 9, gần một tháng nữa quý vị. Từ 5 giờ chiều nhưng quý vị hầu hết tất cả những vị khách chúng tôi mời đều hoàn toàn miễn phí vào cửa tự do. Chúng tôi sẽ dỗ ông tổ và mời quý vị có những thức ăn rất là dễ thương, đậm bạc. Thì một lần nữa chị Mỹ Ngân xin cảm ơn rất nhiều và hân hạnh được gặp quý vị rất là đông trong cái ngày dỗ tổ mà anh em nghệ sĩ chúng tôi tổ chức nhé. Cảm ơn rất nhiều. Con cảm ơn sư. Dạ, cảm ơn chị Mỹ Ngân rất nhiều. Như vậy quý vị nhận được tin của chị Mỹ Ngân thông báo, quý vị hãy nhín thời gian quý báu để dự lễ, để góp phần đông đúc cùng với chị Mỹ Ngân. Không khí thì xin quý vị hãy cùng nhau thưởng thức trích đoạn Lá Sầu Riêng do nhóm nghệ sĩ Phương Hồng. Mời nhóm nghệ sĩ Phương Hồng sẽ tiến về sân khấu. Mời quý vị hãy cho một tràng pháo tay. Ôi da, trời ơi, già cá rồi, chân cẳng nhức mỏi quá trời. Ôi thôi, tội nghiệp cho con gì. Nó đã cực khổ nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài, bây giờ trở thành một bác sĩ. Nó lại quên ơn mẹ nó, đã hy sinh cả một đời cho nó. Vì mà nó nở lần nào ngày đám cưới, nó bắt buộc má nó không được tới dự mới tức chứ. Cái thằng này thật là bất hiếu mà. Thế nào ông trời cũng đánh mà. Ủa, ra hồi nào vậy? Ra nãy giờ rồi. Vậy là mày đã nghe hết rồi hả? Không thiếu một câu. Ê ê ê, vậy là mày nghe lén hả mày? Đồ có thứ gì. Cái gì? Tôi nhờ ông về dưới đưa thơ cho má tôi đó. Ông đi chưa? Sao còn ở đây? Bộ ông không nghe hả? Bộ tao biết sao không nghe mày? Tại vì tao không có hiểu cái việc này. Tao không có hiểu cái việc này nên tao không đi. Tại vì tao không có hiểu mà sao tao đi được. Chừng nào tao hiểu thì tao mới đi. Có gì đâu mà không hiểu. Vì cho sắp cưới vợ chứ có gì đâu. Cái chuyện bay cưới vợ thì tao biết. Bay có vợ giàu, vợ đẹp, chuyện đó đâu có ăn nhầm gì đến má bay đâu. Mà bay biểu má bay không được lên dự trong ngày cưới của con mình chứ. Thì cháu đã lỡ hứa với người ta rồi. Cháu nói là cha mẹ cháu đã chết hết rồi. Trời đất quỷ thần ơi, sang ơi là sang ơi, tại sao bay lại nói như vậy hả? Trời ơi, hết nói nổi rồi mà. Mày thật là quá đáng, mẹ sang ơi là sang. Ông Út à, ông Út nên biết cha vợ con là một tỷ phú có máu mặt ở Sài Gòn, mà vợ con lại được tình yêu tương lai quyết định bởi cuộc hôn nhân này. Đám cưới xong ông sẽ giúp con mở phòng mạnh hoặc là đi tốt nghiệp ở nước ngoài. Ông tất bệnh viện cho cháu sẽ làm giám đốc hẳn hồi. Ông mừng cho cháu có vợ giàu lại được yêu thương. Nếu được yêu thương tại sao bay lại sợ? Con diệu má bay đâu có làm chuyện xấu xa gì. Ông ơi, ở đây người ta sống rất bề ngoài, cháu sợ ông và vợ cháu hổ mặt như làm xui da. Ê trời ơi, bán đá tại sao làm xui không được hả?
Bộ cái ông tỷ phú đó, hồi đó giờ ông không ăn cá sao hả? Nếu không có mấy người bán cá ở trên đời thì thử hỏi ông ăn cái gì mà ông dám khinh rẻ người ta chứ gì hả? Ông ở dưới quê lên đây á, sao mà ăn nói sao mà cái gì cũng là móc họng không à? Ôi trời, lẽ sống muôn đời ở đâu nó cũng vậy. Ở dưới quê người ta đi bằng hai cái cẳng, còn ở trên này thì người ta đi bằng hai cái chân. Không lẽ văn minh thôi vọng đầu xuống đất chống cắn lên trời. Sống làm con người á thì không thể vô ơn nghe mày. Thôi ông ơi, tôi nói không lại ông rồi, cái miệng của ông già rồi á, sao mà ông lanh quá à? Cái gì? Tao nói cái gì mà mày nói tao lanh hả? Tao nói cái gì mà mày nói tao lanh? Thôi, tôi lại ông. Lại cái gì mà lại? Nè, mày dán cái lỗ tai lên mà nghe ông nói nè. Thì ông nói cho tôi nghe. Sang ơi, nếu cháu không tính yêu mẹ cha thì làm sao cháu có lòng yêu thương đồng loài? Trong khi mẹ cháu đã một đời lầm than cơ cực vẫn quyết chí hy sinh cho cháu được nên người. Cháu thành đạt nên dân ma, cháu nở nụ người. Hạnh phúc của cháu má cháu phải đánh đổi cả đời cơ cực. Mong có một ngày đợi được tin vui, chỉ cần nhìn hạnh phúc của con thôi là mỗi đau thương trọn đời xóa sạch. Má cháu già rồi tình xuân đã hết, chỉ dành trọn tình thương và hạnh phúc cho con mình. Má bây phải vất vả nuôi con thân cò lòng tình trang sách vở, đây bằng bác sĩ bây giờ cũng do má mày lo. Trời ơi, tôi có làm điều gì sai đâu mà sao ông lên lớp tôi hoài vậy? Có chuyện này tôi chỉ yêu cầu má tôi á, cứ ở dưới quê đi, rồi mỗi tháng tôi gửi tiền về cho má tôi xài chứ có gì đâu. Sang à, nuôi mẹ đâu phải bằng tiền lại được đâu cháu, phải bằng tình thương nữa chứ. Cháu đối xử với má cháu như vậy thì dù có cho ăn vàng đi nữa má bầy cũng không có hàm đâu. Nhưng ông Út cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, vì lúc đầu đã nói dối với người ta rồi, bây giờ phóng lao thì phải theo lao chứ sao. Mà tôi nghĩ tôi cũng tức nữa, bộ má con hết ngày làm rồi sao mà lại chọn cái nghề đi bắn cá không biết nữa à? À, cái chuyện này thì ông phải nói rõ cho Bi biết. Hồi xưa bà nội và cô ba Bi làm quá nhiều chuyện ác. À, cái bọn tá điền đến nỗi không có cái quần cái áo mà mặc. Nhờ thời 45 má Bi mới được giải thoát, cũng nhờ mấy con tôm mấy con cá má Bi buôn thảo bán tiền, Bi mới thi đỗ bằng bác sĩ và có vợ giàu, vợ đẹp. Sao bây giờ lại quên ơn má Bi chứ hả? Nhưng tôi có bỏ bê má tôi đâu, tôi chỉ yêu cầu á, má tôi đừng có lên đây. Khi nào đám cưới xong rồi á, tôi về cho rước má tôi lên, có gì đâu. Đó, bạn tôi đến rồi đó, ông coi chừng nhà nha. Tôi đi à. Sang. Trời ơi, sao con lại đối xử tệ với má Bi như vậy hả? Ơi, tội nghiệp con Diệu quá. Diệu ơi là Diệu. Cậu Út. Ê, trời đất ơi, Diệu ơi là Diệu. Mày làm tao hết hồn hết ý à. Tao mới nhắc cái tên mày là mày đã xuất hiện liền. Mày làm tao muốn đứng tim luôn vậy đó. Ủa, con lên hồi nào vậy? Con có nhận được thơ của cậu không? Dạ được. Được con mới lên đó cậu à. Con lên sao mà không vô nhà? Bộ con đã... Con nghe rõ hết rồi cậu Út à. Diệu à, cậu nói thiệt, cậu Út tức lắm.
cậu út giận lắm. Cậu không ngờ thằng Sang có học hành mà cư xử chẳng ra gì. Nó nở lòng nào đối xử quá nhẫn tâm với người mẹ hiền hết mực hy sinh. Chỉ làm cho nó hư thêm. Chứ cậu nghĩ coi, đối với thằng Sang thì trọn cả đời có nguyền đem cho nó hết, thì hôm nay chỉ ráng thêm một chút nữa thôi, để cho hạnh phúc thằng Sang được vẹn vẹn. Mày thương con đã minh vật nó, nó đâu có quyền xấu hổ mà phải tự hào chứ. Bác sĩ có một bà mẹ nghèo có gì đâu phải xấu hổ. Thầy cưng chiều nó quá thành ra một người trí thức u mê. Có một bà mẹ thương con vô bờ vô bến vì chữ giàu sang mà quên nghĩa sanh thành. Cậu út à, thôi kệ nó đi cậu. Nó muốn vậy thì mình biết làm sao bây giờ hả cậu? Mày phải dạy cho nó. Mẹ nó làm cho nó dương lên làm bác sĩ, có phải làm ông, làm cha gì đâu. Nè, mày phải nói à. Không thôi thì đừng có nhìn mặt tao nữa nghe chưa. Thôi, cậu đi nghe con. Cậu út, trời ơi, tôi phải biết làm sao đây? Làm sao cho con tôi hiểu được tấm lòng người mẹ? Sáng ai chỉ có tình thương là lẽ sống muôn đời. Danh vọng tiền tài chỉ là phụ thôi con ơi, mà đâu có tiếc gì một lần mà lánh mặt. Con đã thầm nhẫn lòng má vui không nói hết, còn một chút phải lo cho trọn vẹn thâm tình. Trời ơi, má! Sao? Sao con có vẻ sợ hãi vậy? Má! Má có nhận được thơ của con không vậy má? Má đã nhận được thơ của con rồi. Mà con cứ yên tâm đi, đừng có lo âu gì hết á. Má gặp ông Út và má đã hiểu hết rồi. Ủa, còn Út đâu rồi má? Ông Út đi rồi con à. Má được tin con sắp cưới vợ, má đã đọc kỹ thơ con và má đã biết con muốn gì rồi. Vì vậy mà má lên đây để gặp con lần này là lần cuối cùng. Mà nhìn mặt con lần này là lần chốt đó xong. Má, giờ má định đi đâu hả má? Có lẽ má về quê hoài. Má xuống tóc má vô chùa má quy y. Ở đó má lo một mã cho ông bà ngoại con. Nhưng mà má hứa chắc chắn với con một điều là không để ai biết má là má của con đâu Sang à. Má, nhưng tại sao má lại đi xa vậy hả má?
trên thế gian này có sự thật nào mà giấu người ta hoài đâu cô. Nếu má còn núng níu ở lại nơi đây thì con còn nóng ruột tới lui thăm viếng, mà rủi ro con vợ con nó biết nó khi con lắm sao à. Cả một cuộc đời má hy sinh cho con còn được mà sao. Không lẽ gần đến ngày tàn của má mà má làm gian dở hạnh phúc cả đời con sao? Má, xin má thương con, má đừng giận con, má đừng bỏ con nghe má. Có bà mẹ nào là bà mẹ bỏ con đâu. Chỉ có con bỏ mẹ chứ bao giờ mẹ bỏ con đâu sao. Nếu bỏ con được thì má đã bỏ con từ 20 năm nay rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Má có đi chăng nữa cũng để bảo vệ hạnh phúc cho con thôi sao mà. Nhưng mà má sinh con, má sinh con cho má ở lại một đêm nay thôi. Rồi 4 giờ khuya má ra xe đò, má đón tài nhất má về liền. Không ai biết đâu, đêm nay thôi má ở lại với con. Còn bây giờ má chạy u ra ngoài chợ, má mua con cá lóc thiệt là bự, má lấy cái đầu với cái đuôi má nấu canh chua cho con ăn, còn khúc giữa đó má kho tổ. Má nhớ hồi nhỏ con thích canh chua má nấu lắm phải không? Tối lại rồi má hát ru cho con ngủ. Hồi nhỏ con thích má hát ầu ơ lắm mà. Má ầu ơ của
phủ sứ á. Dạ, tôi nuôi cậu Sang từ nhỏ. Cậu Sang sắp đám cưới cho nên tôi lên thăm. Chú nuôi anh Sang từ nhỏ hả? Ý, anh sung sướng quá à. Còn chú mà không cho em biết, ghét anh quá à. Ủa? Rồi con của chú ai nuôi? Dạ, dạ nó chết rồi mỡ à. Chết? Nó chết từ lúc lọt lòng lận. Nên tôi thương cậu đây hệt như là con ruột của tôi vậy đó mỡ à. Thôi thôi, em đừng có nói nữa. Chú, bọn hồi nhỏ, chú cho anh Sang bú hay chứ? Dạ, hồi nhỏ cậu Sang bú vú của tôi. Tới 3 tuổi cũng chưa chịu thôi bú nữa. Tôi phải tha lọi nghe. Cậu Sang sợ quá mà bỏ đó mà. Ý, liêu liêu mắc cỡ. Anh Sang hồi nhỏ nhõng nhẽo quá à. Đến 3 tuổi mới chịu thôi bú mà ha. À, mà chú ơi, con nghe anh Sang kể lại là đã mất mẹ hồi còn rất nhỏ. Vậy là một tay vô đốt sợ mơ. Thôi, cậu mở đừng có cãi nhau nữa. Để tôi đi.
để tôi đi bây giờ đi nè. Má! Má ơi! Má đừng bỏ con. Má ơi! Cây chừng rời đeo bám thân cây, nó còn biết chỗ gì đâm bóng để đền ơn nhà sông. Còn con là lá chung cành là hoa chung, còn chưa đền chữ hiếu thân thì con đáng dồi giống tình. Con chồng chợt nỗi đau khi đời mang lắm đoạn trường. Hồi nhỏ bà nội chấm nhanh con thèm gọi má, bây giờ được gọi con là chuối bỏ nhân tâm. Má vì con mà má bỏ đi những cái đắng xót xa, bỏ hạnh phúc riêng tư con đi đời xuống sắc. Nhìn những giá chân chim màng sau trên đôi khóe mắt, con biết cuộc làm sao cho hơn tội tình. Má có cầu xin má tha thứ lỗi cho con tìm vì nơi đây cho má hiện này má đâm cho thấy con đã được nên người. Nhìn đâu cũng thấy nó nổ cười với con. Anh sao? Anh nói sao? Má của anh đây sao? Phải, đây là mẹ của tôi, người mẹ đã hy sinh cho tôi, nuôi tôi ăn học thành tài. Tôi nói dối với Nga để làm xúc phạm đến danh dự của mẹ tôi. Nga, Nga hãy về đi. Má, má tha thứ tội cho tôi nha má. Anh sao? Anh đã đánh giá sai lầm về tình yêu của chúng ta rồi. Em yêu anh với tấm lòng chân thật. Má, má ơi, con xin má hãy tha thứ tội cho con, vì không biết nên lỡ lời với má. Con yêu anh sao? Không phải anh là con của ông này bà nó để đưa cùng chung giai cấp rất nhiều. Phải nói về tấm lòng của mẹ ha. Dù con đi hết trăm miền nhưng tình của mẹ vẫn liền núi sông. Dù con bất hiếu một khi nhưng tình của mẹ vẫn thì thầm bên con. Xin cảm ơn. Để dạ, con cảm ơn sư cô và ba người đây này. Và quý vị khán giả xem trước đoạn Lá Sầu Riêng này có hay không ạ? À? Hay thì dàn đôi tay thật to cho thật kêu. Xin cảm ơn rất nhiều. Và Ngân Linh trong giai sang, xin chào đón quý vị.
Xin dành tràng pháo tay cho Gân Linh và nữ nghệ sĩ Xuân Mỹ trong giây Nga. Xin dành tràng pháo tay cho Xuân Mỹ và nữ nghệ sĩ Phượng Hồng trong giây Diệu và nam nghệ sĩ Hữu Thọ trong giây Cầu Úc. Chiếc đoạn đến đây xin chấm dứt. Chân thành cảm ơn quý khán giả thân yêu đại gia đình. Xin cảm ơn đại gia đình để tiếp tục chương trình. Mẹ mãi muôn đời mẹ của con. Dù năm hải cạn, dù núi sơn mòn, ơn cha nghĩa mẹ vẫn còn trong con. Vào giờ này mời quý vị sẽ gặp gỡ Pháp Bửu, sẽ hát về mẹ yêu ơi. Pháp Bửu là một diễn viên điện ảnh vừa quay phim. Quý vị muốn xem về chương trình của chùa Huệ Quang thì quý vị xem mở Pháp Bửu thì sẽ thấy tất cả quan cảnh chùa Huệ Quang sinh hoạt. A Di Đà Phật, mời Pháp Bửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Pháp Bổ sẽ cúng dường Phật tử bản mẹ yêu ơi. Con
luôn là Phật sống của đời con. Mẹ cho con yêu cao quê, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Nào là con cầu nhau, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Nào là con luôn cầu yêu. Những người mẹ, những người cha của đời này, kiếp này cũng như nhiều đời, nhiều kiếp, và chúng ta còn có một người mẹ chung, người cha chung. Mà người cha, người mẹ đó có tới hàng triệu người con trên khắp thế giới, đúng không ạ? Đó là người mẹ, người cha Việt Nam, đúng không quý vị? Cho nên xin mời quý vị về thăm lại người cha, người mẹ Việt Nam đó nha quý vị nha, qua một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Quê Hương Ba Miền. Và quý vị ơi, bây giờ mình đi miền Bắc trước nha. Ở đây có ai đến từ miền Bắc không ạ? Cho xin một cánh tay đi. Có vài người thôi cơ. Để chị này, hóa ra lại gặp chị này. Chị này hồi đó Minh Tâm làm Nursing Home. Chị đến nhảy với Minh Tâm dữ dội lắm, nhảy cho mấy bác nhảy theo mà bây giờ mới biết chị đồng hương đấy. Bây giờ mình để về thăm miền Bắc trước nha quý vị nha. Mình thay đổi không khí, mình lắc lư chút xíu nha quý vị nha. Đoàn tàu lắc lư về miền Bắc đi. Nguồn nước hữu tình Ba Miền xinh đẹp quá, từ những câu hỏi nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, rót chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Ba sáu phố phường nằm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Quý vị ơi, bây giờ mình tạm xa miền Bắc, tàu của mình đi vô hướng Nam. Quý vị biết mình đang đi đâu không? Đi đâu? Chị biết mình đang đi đâu? Đúng rồi, chị cho xin một tiếng, một tầm âm thanh của chị. Mình đi Huế nhé. Chú cho đúng quá trời ơi, đi thăm Huế mộng, Huế mơ nha quý vị ơi. Trời ơi, vô chùa là tu dữ lắm, chúng tôi là Minh Tâm cùng nhảy cha 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 rồi. Dám nhảy cha 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 không? Chứ đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua ghế già chờ đông ba ngự bình. Thăm lăng di tịnh thăm thiên mộ, tộc về chấm bài hiên nón qua trang tiên. Chứ đêm trăng buồn trên bên vân lâu, ngắm câu mái để dòng ai nghe thảm sầu. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Quý vị ơi, cái đoàn tàu Bắc Nam của mình bây giờ có hai cô tiếp viên thiệt là dễ thương đây nè. Bây giờ mình đi tiếp chứ không có dừng ở Huế nữa, mình về thăm Sài Gòn nha quý vị nha. Có ai Huế Sài Gòn không? Về Sài Gòn nha. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoàng xuống miền lục tính xưa. Do hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương tới rồi còn muốn đi. Nè, đèn Sài Gòn ngọn xanh, cái màn ngọn đỏ, thành phố xa hoa suốt từ ba thế kỷ qua. Giang đôi tay qua phôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hoàng ngọc diễn đơn. Yeah! Bây giờ mình bay ra mình bắt lại nha quý vị nha. Anh ơi, anh đi nhiều quá, em không có nổi đâu. Trời ơi, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô lên tàu đi mình bắt với chúng con luôn nha. Thôi, bây giờ mình sẵn dịp này mình đi cho biết nước Việt Nam quê mình chứ đúng không? Dạ, đúng rồi anh ơi, em cũng lái theo anh đó. Về mình bắt lại nha. Nơi nước hữu tình Ba Miền xinh đẹp quá, từ những câu hỏi nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội,
ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Rồi đi Huế lại nha, ở đây có ai quê miền Trung hay Huế không à? Có ai không? Quý vị thấy không? Đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua bế gia chờ đông ba ngư bình, thăm lăng di tịch thăm thiên mụ, tộc thể chấm vai miếng nón hoa trang thiên. Chứ điểm thăng buồn trên bên vững lơ, ngắm câu mái đầy dòng ai nghe thảm sầu, bên ni bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Quý vị ơi, đoàn tàu Bắc Nam đang trên đường tiến về ga Sài Gòn. Quý khách chuẩn bị hành lý tư trang để xuống tàu, đừng có để quên trên tàu, mà để quên thì tìm hai con này đòi lại chứ đừng có tìm Minh Tâm nghe. Xuống tàu nghe quý vị ơi. Tới Sài Gòn kia về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoàng xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sang người, làm khách bốn phương tới rồi còn muốn đi. Nè, đèn Sài Gòn ngọn xanh cái mà ngọn đỏ, thành phố xa hoa suốt từ mà thế kỷ hoa, giang đôi tay qua khơi ta đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hoàng ngọc chiến giang đôi tay qua khơi ta đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hòn ngọc chiến đấu. Dạ xin cảm ơn quý vị thật nhiều. Mình ra Bắc Trung Nam, bây giờ mình về chùa Huệ Quang nghe. Rồi, nghe hát nghe. Cái này là Little Sài Gòn nha quý vị. Xin cảm ơn ca sĩ Minh Tâm rất nhiều. Phải nói nhóm ca sĩ Minh Tâm làm cho sân khấu sống động phải không quý vị? Phải nói là cái nét đẹp văn hóa của ba miền, mỗi vẽ mỗi phân 10 phân vẽ 10 phải không? Để tiếp tục chương trình, mời quý vị hãy chào đón nữ ca sĩ Thúy An với lời hát Lời Ru của Mẹ. Lời Ru của Mẹ, mẹ dặn dò con ơi, hãy nhớ lấy lời này, sông sâu chớ lội, đường dài chở qua. Ra đời đáng kính mẹ cha, chào thưa vất vả mới là đạo con. Mời quý vị sẽ nghe Thúy An sẽ hát Lời Ru của Mẹ. Cảm ơn sư cô. Cảm ơn những cái lời dẫn giải của cô rất là hấp dẫn, lần nào đến đây cũng được gặp cô. Và hôm nay nhân dịp lễ Vu Lan, Thúy An rất là vinh hạnh được đến đây hát để tặng cho các cô, các bà, các chị, các bác. Nhân dịp lễ Vu Lan, kính chúc mọi người, mọi gia đình được thật nhiều sức khỏe, được thật nhiều hồng ân của Đức Phật. Sau đây là cái lời tâm tình của Thúy An muốn gửi đến tất cả các mẹ, những người mẹ vĩ đại của chúng ta, một đời hy sinh, một đời nuôi nấng cho con, và cũng một đời âm thầm lặng lẽ. Xin kính mời mọi người cùng thưởng thức nhạc phẩm Lời Mẹ Ru của nghệ sĩ Trịnh Công Sơn. Bây giờ mẹ nằm là
xưa lối cũ nhé. Dạ, chân thành cảm ơn. Đường xưa lối cũ có bóng tre che cùng nghèo.
xưa lối cũ có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu du lòng bài. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều dịu nắng bóng ai đi áo nâu in đường trắng. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Xưa lối cũ có tiếng yêu dù nào hề. Khi tôi về bồi hồi trong nắng, tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ em tôi sáng khi xuân chưa tàn, con đò nào đấy đưa em tôi vào xa. Bồi hồi trong nắng, tưởng gặp mẹ tôi hân hoan đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lại định lý cuối cùng trước khi phân kỳ. Trong lòng thương nhớ, nhớ phút xưa qua qua rồi. Lòng thương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa còn đó nắng vẫn lên, vẫn trăng treo bên đôi. Mãi bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi hè chiều rơi. Thank you.
những cái bài về mẹ là Thúy Anh không có thể kìm được cái sự xúc động. Thúy Anh mất mẹ từ lâu rồi, cho nên Thúy Anh chỉ muốn nói một lời: tất cả những ai còn mẹ thì hãy trân quý và thương yêu mẹ của mình. Xin kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn ca sĩ Thúy Anh rất nhiều với giọng hát ngọt ngào, rất là dễ thương, làm cho mọi người phải nhớ và xúc động với lời hát của Thúy Anh. Và mời nhóm ca Huệ Quang sẽ hát về bài hát Trên Mặt Đất Tình Người. Mời. Như là Phật. Hồi sớm bây giờ quý vị nghe mấy anh chị hát không ạ? Hợp ca. Quý vị nghe các anh các chị đã hát rồi, có hay không? Xin cho một tràng pháo tay cho những người đang còn ngồi lại hôm nay. A Di Đà Phật. Và nhóm quý sư cô hồi sáng giờ đứng ở dưới bếp nấu những món cho quý vị ăn ngày hôm nay. Quý vị ăn thấy ngon không? Đúng rồi, chưa hồi qua lúc nào cũng có nhiều món, nhưng mà có khi cũng thiếu một chút thì Mexico sẽ cố gắng làm thêm để quý vị cùng có những món ăn chay ha. Và bài hát Vượt Ngàn Dặm Xa, người đến đây với mảnh đất này đâu biết con đường ngày mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào. Và con ơi, hôm nay chúng ta mỗi người đều được một bông hồng trên áo. Và hãy ghi nhớ rằng dù hoa trắng hay hồng đều ý nghĩa, chỉ đường nồng hương sắc thể từ bi. Tình mẹ còn hay tình mẹ mất đi, xin nhớ mãi con ơi, xin nhớ mãi. Và ca khúc Trên Mảnh Đất Tình Người, xin quý vị cùng lắng nghe tạm tạm bài hát này nha. A Di Đà Phật. Con đường ngày mai ra sao, những tin số phận chẳng lẽ nào. Một ngày mưa đến, một trong suối đỏ, làn sương trắng bay trên kia đồi cây xanh lá biếc. Ôi nhớ, nhớ phong trang người sinh thành, nhớ đến bức tranh đời riêng
vượt ngàn dặm xa, người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao, những tin số phận chẳng mẹ nào. Một ngày mưa đến, biển Thái Bình ha, lòng mẹ dạt dào luôn tuôn chảy. À, mời Liên Thảo. Cái gì đâu Phật? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con rất là vui khi mà giờ này vẫn còn quý vị Phật tử ở đây để lắng nghe chúng con hát. Lời đầu con xin kính chúc quý vị được thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố, lúc nào cũng được nhiều cái hạnh phúc niềm vui trong cuộc sống và được sống trong cái hào quang chở che của chư Phật. Con sẽ gửi đến quý vị bài hát được mang tên Lòng Mẹ và Tên Cổ Giao Duyên. Xin quý vị một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần nha. Con cảm ơn. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ yêu mến như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đông lúa chiều rì ra, tiếng ru bên thềm trăng xa soi bóng mẹ yêu. Yeah.
rồi khi con khôn lên mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt mong xem. Con có lỗi lầm gì mắt kia chỉ dịu dịu trách thường, con đáng thương mất biểu lộ một niềm vui mang mang. Ôi mẹ mẹ ơi, khi con dừng bước lãng du thì mẹ già đã 80 niên kỳ, nhưng lời ru của mẹ vẫn còn vang. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, nằm canh dài mẹ thức ru vừa nằm. Mẹ ơi, mẹ đã thức với con cho đến ngày tuổi xế, bao nhiêu lần mắt kia mờ Thảo Liên rất nhiều, phải nói giọng hát rất là trong trẻo dễ thương ha. Cảm ơn Thảo Liên rất nhiều. Mời quý vị sẽ gặp gỡ Quốc Việt sẽ hát về bài Thiên Thu Tình Mẹ. Mẹ mãi muôn đời mẹ của con, dù năm hải cạn núi sơ ngòn, ơn cha nghĩa mẹ vẫn còn trong con mãi mãi Thiên Thu. Mời Quốc Việt. Dạ Phật, cảm ơn cô. Con người đã gọi tình yêu bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ mẹ. Tình yêu quý nhất trên đời từ thuở năm nôi, ngọt ngào lời ru khẽ khẽ theo bước con đi cùng năm tháng có ngày. Có người đã hỏi vậy trái tim là gì, mẹ là trái tim, là sức sống trong con. Tình thương cho đi mà âm thầm chôn giấu, gian khổ suốt đời nuôi con lớn thành người. Rồi có người hỏi thế nào là tấm lòng, lòng mẹ bao la thương hiền rộng mênh mông, ôm trọn đời con dù nhọc nhằn mưa nắng, mong những đêm dài hun hút ngóng chờ mong. Rồi đến lúc dáng mẹ không còn nữa, lời hỏi kia không còn là quãng trông, em và tôi cả
trần gian ngôn ngữ dùng xuống thiên thu tình mẹ vô cùng. Có người đã hỏi vậy trái tim là gì? Mẹ là trái tim, là sức sống trong con. Tình thương cho đi mà âm thầm chôn giấu, gian khổ suốt đời nuôi con lớn thành người. Rồi có người hỏi thế nào là tấm lòng, lòng mẹ bao la hơn biển rộng mênh mông. Ôm trọn đời con dù nhọc nhằn mưa nắng, mong những đêm dài hun hút ngóng chờ mong. Rồi đến lúc sáng mẹ không còn nữa, lời hỏi kia không còn là khoảng trống. Em và tôi cả trần gian ngôn ngữ dùng xuống thiên thu tình mẹ vô cùng. Rồi đến lúc gian mẹ không còn nữa, lời hỏi kia không còn là quãng trông. Em và tôi cả trần gian ngôn ngữ dùng xuống thiên thu tình mẹ vô cùng. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều. Cảm ơn Quốc Việt rất nhiều. Tại vì Đạo Phật để tiếp tục chương trình, mời Thùy Linh với bài hát Chiếc Áo Bà Ba. Mời quý vị hãy gặp gỡ Thùy Linh, cho một tràng pháo tay để cho cổ vũ Thùy Linh. Thùy Linh thực sự muốn hát những bài hát về mẹ. Thùy Linh cũng sáng tác rất nhiều bài, nhưng thực sự giờ thôi, nãy giờ nhìn mẹ nhiều quá rồi, với lại thấy mấy sư cô mà hát mấy bài dân ca đó, thành thử ra nghĩ là mấy sư cô rất là thích dân ca, cho nên Thùy Linh cũng xin đóng góp một bài dân ca, một bài hát của số cố nhạc sĩ Trần Đình Thanh, bài hát được mang tên Chiếc Áo Bà Ba. Xin mời quý vị thưởng thức. Nó lá đội nghiêng tóc dài con nữ đồ
ơn Thùy Linh rất nhiều với giọng hát rất ngọt ngào dễ thương ha, về cái dáng áo của bà ba, nét đẹp văn hóa. Xin chân thành cảm ơn Thùy Linh. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị hãy gặp gỡ Minh Tâm với bài hát Sen Hồng Hư Không. Cuộc đời sắc sắc không không, đua chen danh lợi hồng trần như mơ. Mai về với đất với trời, hai bàn tay trắng và việc đời cưu mang. Mời ca sĩ Minh Tâm. Quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho Minh Tâm. Dạ, con xin cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ quý vị ơi, như vậy là quý vị vừa đến với một ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Nam. Và sau đây Minh Tâm xin mời quý vị đến với một ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Bắc cho quý vị nha. Một bài hát cũng khá là vui nhộn. Alo.
Như thế xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã nán lại trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn tí xíu đó thôi là mình hết tiết mục rồi. Ráng nán lại nha quý vị. Đâu mình đi về ạ. Giữa hai bờ đại dương ngăn cách,
quê người đất khách, như là một thuở ở quê cha mà chúng ta hằng mơ ước về những ngày mùa lễ hội Du Lan, đi thăm Trường Hà, đi thăm lễ hội ở các chùa. Tơ tưởng mà nhớ, ở đây tại miền Nam California, đất Hoa Kỳ, thành phố thủ phủ của những người tị nạn của Việt Nam của chúng tôi, ở tại phố Bôn Sa Phước Lộc Thọ này. Ở nơi đây chúng tôi tại tổ chức lễ hội Vu Lan trên mảnh đất tạm dung khiêm tốn của tổ đình chùa Huệ Quang. Đồng hương và Phật tử trong vùng này thật là tỏ lòng báo hiếu, và cũng như hết tâm nguyện của mình để mà cúng dường trong ngày lễ khất thực quá duyên xin cơm từng thí chủ. Hôm nay đây, chương trình nhạc hồi Bông Hồng Cài Áo trong gói ghém trong phạm vi của nhà chùa. Chúng tôi trước hết thành kính khánh tuế chư tôn đức tăng ni trong và ngoài nước, đem hết tâm tư của mình để hướng dẫn cho những người con Phật được đạo tâm được kiên cố. Nơi hải ngoại này, chúng tôi và chúng con luôn một lòng tinh tấn để trong công việc hoằng pháp lợi sinh, giàu khó khăn trong muôn ngọt vẫn cố gắng hết mình. Đồng bào Phật tử của chúng con và chúng tôi đem hết cái tâm nguyện của mình trong ngày lễ hội Vu Lan như quý vị xuyên suốt gần 5 tiếng đồng hồ vừa qua mà đạo hữu pháp bổ đưa lên mạng ngày hôm nay, và trong những chương trình đó để đem lại một ít gì để đóng góp và trả ơn cho thầy tổ và cho giáo hội. Hôm nay đây, một lần nữa chúng tôi xin chúc nguyện cho tất cả đồng hương Phật tử luôn được cố gắng tinh tấn trên bước đường tu học, và cảm ơn chư tôn đức tăng ni đã hướng dẫn dành hết thời giờ để tâm nguyện dạy dỗ cho những người con Phật mà Phật tử đã di cư qua đất nước Hoa Kỳ này để có thể ủng hộ cho chúng tôi và chúng con trong công việc hoằng pháp. Trước hết, và để kết thúc chương trình cho buổi lễ Vu Lan ngày hôm nay, ngày 2 tây tháng 9, Long Weekend, là lễ Ba Bồ Đề, chúng tôi xin một lần nữa mời tất cả quý vị cùng chúng tôi đứng lên để vỗ tay. Và chúng ta trước hết là chúng tôi xin cảm ơn cameraman Pháp Bửu đã đưa tải tin tức YouTube này lên trong ngày mai là có mặt. Quý vị cứ đánh tính Pháp Bửu lên là có chương trình này rồi. Mời anh Pháp Bửu lên đây hát cùng với chúng tôi để kết thúc chương trình này. Và chúng tôi xin mời anh Dũng bước lên, anh Đoàn Trọng, Cà Phê Sáng, và tất cả chúng ta bà con, quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử là muốn lên đứng lên trên này để chúng ta để cùng để quay một khúc chót này. Mời quý sư cô, quý thầy, quý Phật tử nào muốn lên, chúng ta đứng trước ở đây. Mời anh Pháp Bửu và mời bà con đứng dậy, và nếu mấy ai muốn lên đây thì đứng xung quanh với chúng tôi. Mời anh Cà Phê Sáng nó mất tiêu rồi. Anh Đoàn Trọng, mời Play lên nói vài lời Cà Phê Sáng ngày hôm nay tin tức. Mời ngày thứ hai, thứ ba quý vị sẽ coi anh nói chuyện về. Mời quý vị đã nghe anh ca sĩ Hồ Quốc Kiệt và anh Minh Tâm, chị Thị Linh trong nhóm đạo ca của sự sứ hướng dẫn của Hòa Thượng Thông Hải ở Honolulu. Và trên chương trình đó, trên online, quý vị sẽ đánh lên và sẽ tham dự cho chương trình này đang mở ở tại vùng Lý Đô Sài Gòn này. Chúng tôi một lần nữa, trước hết thì sau hết thì cũng cảm ơn bữa nay âm thanh của anh Dũng, và nhất là ban nhạc của Hà Trắng. Anh Dũng ban nhạc tức là Hà Trắng. Nếu quý vị có thích thì mai mốt quý vị sẽ gọi đến chúng tôi hoặc là cho anh Dũng một cơ hội để không phải là anh Dũng mới đây đâu, là cả 20 năm rồi quý vị ta thấy, nhưng mà đặc biệt kỳ này sao mà nó hay quá chừng. Xin chúc anh mùa Vu Lan được an lành. Anh gì đánh keyboard cũng hay, rất là hay. Và bữa nay chúng tôi anh Bửu đâu có ở đây không anh đâu? Ta cùng về đây tu tâm, tâm cài chi sáng biểu và những cơn mê lam. Bàn từ đâu thành con tôi ở phương trời xa. Ta hát quen khúc ca đào ba, ta kết duyên trời anh bao nhiêu. Hôm nay
về đây cầm tay nghe từng tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai hóng tu cho ta tương lai. Ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Vỗ tay lớn quý vị. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Thầm ta chú vui trong tiếng thân chùa chùa. Người người như một cùng nhau bước nhau về đây. Tay chắc tay bước sang tàn người. Tay nắm tay kết xuyên. Hôm nay ta về đây cùng vui sống nơi hiền hòa. Hôm nay ta về đây quyết nơi luôn được thầy. Phật là Phật từ bi dạy theo pháp luân chân lý. Thân và tâm an nhiên tu học thêm tinh chuyên. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu chung. Bao nhiêu tham chấp cô đau với do mê lầm. Theo biết bao lời hay, ta thoát qua những cơn ưu phiền, quan trai như nước trôi qua cầu. Hôm nay ta về đây học theo trí huệ từ bi. Hôm nay ta về đây đốn công xây đạo tràng. Mình không mời chung kinh đại đi lên thuyền bạc nhà. Thân và tâm vui theo Di Đà Phật Nam Mô. Sáng tiêu tan những cơn mê lầm, bàn từ đô thành con tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hàng hai. Ta vượt qua chông gai xây đời vui tương lai. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hàng hai. Ta vượt qua chông gai xây đời vui. Về đây bên nhau dưới bóng Phật Đà. Nào về đây tay chung tay sống vui lục hòa. Nào về đây chung xây niềm tin thiết tha. Chung ánh đạo vàng sáng nay ta chân lý tràn người. Đây về Quan Tự là nơi pháp huy trần đạo. Đây về Quan Tự là nơi Phật giáo Việt Nam. Thiền tư bi đêm vui cho đời. Thiền tư bi hạnh phúc ngày đời. Vượt qua huy gian nan lòng ta thương tiếc hướng theo đường cười từ bi. Nào về đây bên nhau dưới bóng Phật Đà. Nào về đây tay trong tay sống vui lộc hòa. Nào về đây chung xây niềm tin thiết tha. Trong ánh đạo vàng sáng nay ta chân lý sáng ngời. Đây về Quan Tự là nơi pháp huy chân đạo. Đây về Quan Tự là nơi Phật giáo Việt Nam. Thiền tư bi đem vui cho đời. Thiền tư bi hạnh phúc nơi nơi. Vượt khó huy dân an lòng ta dùng tiếng hướng theo bước về từ bi. Thiền tư bi đem vui cho đời. Thiền tư bi hạnh phúc nơi nơi. Vượt khó huy dân an lòng ta dùng tiếng hướng theo bước về từ bi. Và vào giờ này, nhà hội bông hồng kẻo tại lễ Vu Lan tại chùa Huệ Quang xin tuyên bố bế mạc tốt chương trình chùa Huệ Quang kết thúc chương trình. Hey, kết thúc chương trình chùa Huệ Quang kết thúc chương trình. Hey, kết thúc chương trình chùa Huệ Quang cảm ơn mọi người.
mẹ thương cha ngóng trông mỏi mòn lòng con đầy xót xa dâng trào cuộc đời con hồng nhan diễn xưa nơi chốn trời quê giọt lệ trào dâng khi bước chân sống nơi xưa người ngầm người còn đớn đau côi lòng thương mẹ cha ngày đêm trong ngóng nơi chốn trời quê tưởng rằng đời con êm mắm xa hoa nhưng đâu ngờ con sống cạnh trời quê say